Chào mừng quý cô chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Ngân Bánh Tè ạ. Hôm nay con xin giới thiệu với cô chú anh chị một dòng bưởi ạ. Cô chú anh chị nhìn sơ qua có biết bưởi gì không cô chú anh chị? Đây này. Dạ xin thưa là bưởi da xanh ruột hồng hả cô chú anh chị ha. Bưởi cũng là khá lâu rồi cô chú anh chị ha. Nhưng mà nó không có bao giờ hết hot thuộc trên thị trường cô chú anh chị ha. Dạ. Bên cái lô này của con là cây ghép của anh chị ha. Bữa này bữa ghép ạ. Cái ưu điểm của bữa dòng bữa ghép thì nó ăn bền của anh chị ha. Tuy nó lâu tái nhưng nó bền. Gốc ghép bên con là gốc bưởi luôn của anh chị ha. Dạ đây, gốc bưởi luôn. Tại vì bữa chiếc của anh chị khai thác sớm quá, thành ra cái bộ rễ nó bị hư lắm. Thành ra dòng bữa ghép nó khắc phục được điều đó của anh chị ha. Dùng bữa chiếc của chú anh chị để tái liền ở sớm á, nó dễ bị hư lắm, nó không có tuổi thọ nó không cao bằng bằng bữa ghép của anh chị ha. Dạ. Đó. Bữa ghép thì được ưu điểm của nó thì nó nhanh, nó chậm cho tái, nhưng mà được cái là bộ rễ nó của chú anh chị nó không có bị hư của chú anh chị ha. Dạ. Đây lô bên con này con đóng giao cho anh này, con sẵn ở đây con giới thiệu cho chú anh chị luôn. Dạ bên dùng con còn nhiều nữa nha cô chú chị ha. Dạ chọc ghép cho chú anh chị nó liền lạc hết cô chú chị ha. Cái bữa này bữa con ở dưới nền nó của chú anh chị ghép xong rồi có đầu con bứng vô bịch nó ha cô chú chị, cây nó ổn định nó chịu. Bên đây là cái lô này của con giao cho anh, đó là 2 cơ 3 cơ cô chú chị ha. Dạ một cơi là tính từ đây tới đây là của anh chị là một cơi, lấy đây lên nó là 2 cơi, là đây nè thấy không, 1 cơi 2 cơi 3 cơi tùy theo cái nhưng khi nó xung phát thì cái 2 cơi nó bằng 3 cơi luôn với anh chị ha. Dạ. Lá lú mức mạnh của anh chị ha. Cây thì con lựa những cây tiễn, những cây là gọi là sạch bệnh vip nhất đưa cho anh không của anh chị ha. Dạ. Không có mầm móng gì bệnh ha. Dạ. Gốc thì con coi bao với cô chú là đều đều hết, nói chung là cỡ có tới úc đều hết không có chú chị ha. Dạ mùa mưa thì anh tin tưởng bên con anh đặt này của chú chị ha. Dạ làm kinh tế của chú anh chị. Dạ. Một cái bưởi mà như bưởi ghép này của chú chị nó sống là khoảng 10 mấy 20 năm chuyện bình thường nha chú anh chị ha. Dạ lá lú thì con cho con chú anh chị coi luôn. Dạ, cái này là điểm đóng hàng của chú chị ha, vườn ươm thì nó nhiều hơn. Dạ. Tay em bỏng thì cung cấp cho anh luôn. Dạ. Đây. Lá mức mạnh luôn. Thì công dụng của bưởi á, thì cô chú anh chị biết rồi. Ngoài việc ăn rồi vỏ lá của bưởi có nhiều công dụng đúng không chú chị ha. Dạ. Đến thậm chí là cái vỏ bưởi còn làm chè bưởi luôn không chị ha. Dạ, nhiều công dụng đúng không chị ha. Dạ. Có thể làm phơi khô mình đốt cho mình xông mũi rồi luôn, nhiều công dụng lắm. Cuối video con kính chúc của chú anh chị nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, mỗi cây ủng hộ bên con hướng chú anh chị. Bên cạnh đó bên con còn có những dòng bưởi tiếng vua nè, rồi bưởi ruby rồi hướng chú anh chị ha, rồi rất là đa dạng của chú anh chị ha. Dạ bên con nhiều lắm. Dạ rồi bưởi ngọc linh nữa của chú anh chị ha, bưởi đỏ ngọc linh. Dạ còn nhiều dòng bưởi lắm của chú anh chị ha. Dạ. Xin cảm ơn của chú anh chị đã xem kênh ạ. À.